Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ, làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dự? Dạ, thì cũng quá trình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo? Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một mình bạn hay có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em nào. Gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sông. Bằng lòng theo anh xưa mãi đành nghèo về quê, người dân chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ, thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới, đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì vẫn được vậy. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Trời, tốt quá. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh quan xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ây, dạ, chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dự? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì em cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người yêu với nhau muốn thì chắc được.
Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Vậy em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được, nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời đâu mà dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn ha. Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền, thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em, và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong anh nhận đó. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là phải dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên mới hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con hay không,
rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè. Vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Thấy không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi. Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ cảm giác vui và hạnh phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? Dạ anh ơi, anh giới thiệu bản thân của mình một số thông tin cơ bản về mình nhé. Dạ rồi, thì biên tập đang nói chuyện với mình á, anh thì anh cứ chủ động chia sẻ về mình ha, giúp em ha. Dạ rồi, em mời anh chị biên tập ạ. Dạ alo, anh nghe được cái tín hiệu bên em không ạ? Dạ có. Dạ vâng anh, đây anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình ấy. Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, đang công tác ở đâu? Dạ. Em tên là Phong và tên đầy đủ là Lê Phú Phong. Em sinh năm 1990, quê em thì ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang làm ở ngoài khu công nghiệp Băng Ninh. Anh Phong có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ? Em thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng và cái điểm yếu của em thì đấy là cái kiểu như thế là về nấu ăn thì em hơi kém. Em gần như thế là cái kiểu đi làm ngoài đời thì chỉ là ăn cơm quán các thứ thôi. Còn việc ví dụ nấu ăn các thứ thì gần như thế là em không hay nấu ăn. Dạ vâng. Anh làm vậy là anh làm bên mảng nào anh Phong nhỉ? Em làm bên kỹ thuật. Kỹ thuật gì ạ? Hiện tại thì em đang làm ở bên công ty bia và nước giải khát. Kỹ thuật viên của công ty bia và nước giải khát đúng không? Đúng rồi. Vậy là thu nhập trung bình của anh Phong là một tháng là bao nhiêu? Tầm chục hơn chục. Dạ vâng. Phong. Rồi. Anh đã có những cái mối tình như nào rồi ạ? Trước đây thì có nhưng mà trong một thời gian thì em có bị ốm nên là đã chia tay rồi. Tại sao chia tay vậy anh? Anh quen được bao lâu mà tại sao anh lại chia tay? Em quen thì cũng quen lâu rồi, nhưng mà cái kiểu như thế là một thời gian trước bọn em cũng có yêu nhau ấy. Nhưng mà xong một thời gian thì em có bị ốm và nằm viện, nên xong một thời gian nó cũng mất khá nhiều nên là cô ấy cũng chia tay em vì cái vấn đề đấy.
anh bị bệnh gì mà tại sao cô ấy lại chia tay anh? Thì em bị tai nạn, bị tai nạn giao thông ấy. Bị tai nạn giao thông. Anh bị khoảng bao lâu mà tại sao cô ấy, tại chẳng lẽ là cô ấy thấy anh bị tai nạn rồi mất hơi bị nhiều tiền cho nên là cô ấy bỏ hay là sao? Cũng một vấn đề như thế, với lại thứ hai nữa là cũng có ý định rồi nên là mình cũng muốn chia tay, dựa vào vấn đề đấy chia tay luôn. Ok. Ủa là anh sau cái chuyện đó là trước đó là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hai ạ. Là mối tình gần đây nhất của anh là cô ấy bỏ đúng không? Vâng, đúng rồi. Trước thì kiểu như bọn em cũng yêu nhau thì xong rồi em cũng có người khác thích, nhưng mà cái kiểu như thế là đang yêu cô ấy nên là em cũng không muốn chia tay. Xong rồi em có vấn đề bị như thế nên là cái kiểu như thế nằm viện một thời gian thì là cô ấy mới chia tay. Mà anh có hỏi lý do tại sao cô ấy chia tay anh không? Lý do thì em nghĩ là em chỉ nghĩ là cô ấy tìm mình trong khoảng thời gian đấy thì cô ấy tìm một người thích hợp hơn thì chắc là ý định đấy cô ấy chia tay thôi. Cái này là anh chỉ nghĩ thôi đúng không? Em đoán là như thế, bởi vì là mà cũng chắc chắn như thế. Sau đấy một thời gian thì em khỏi bệnh thì thấy cô ấy có lấy chồng thì em đoán là như vậy thôi. Bởi vì mình nằm viện thì mình không để ý, về không quan tâm được nhiều về vấn đề đấy. Rồi ok, vậy thì sau cái cô này thì anh có tìm hiểu ai nữa không? Dạ chưa, cái kiểu như bây giờ em đi làm ấy thì là 12 tiếng một ngày nên là thời gian nó hơi nhiều nên là mình không có thời gian để đi tìm hiểu. Thì em có thấy chương trình có tạo điều kiện đấy thì em mới có đăng ký. Hiện tại thì bây giờ á, anh lên đây là anh mong muốn người bạn gái của anh như thế nào? Em chỉ cần một người biết quan tâm gia đình, biết chăm lo, ví dụ như cho bản thân, chồng con các thứ, và muốn một người là ví dụ như làm việc quê cùng quê, nhưng mà ví dụ như đang làm việc ngoài Bắc Ninh là nó tốt hơn. Bởi vì là em làm việc ngoài Bắc Ninh thì em mong muốn một người ví dụ cùng quê làm việc ngoài Bắc Ninh thì em cũng có nhiều thời gian. Bởi vì ví dụ một người ở xa thì em cũng nghĩ rằng kiểu như xa quá ấy, mình không có thời gian để mà đi đến mình chia sẻ những cái lúc mà ví dụ họ buồn hoặc là có tâm trạng như thế nào đấy. Còn nghề nghiệp của bạn nữ thì sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng. Nghề nghiệp cô ấy làm cái gì cũng được, không quan trọng lắm. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà không thì sao? Dạ. Lỡ cô ấy thất nghiệp ở nhà thì sao anh có thể lo được cho bạn ấy không? Thất nghiệp ở nhà? Nếu mà thất nghiệp ở nhà thì cũng được, không vấn đề gì hết. Chỉ cần cô ấy, ví dụ trong khoảng thời gian thất nghiệp mà cô ấy có thể đi làm được. Còn ví dụ bây giờ cô ấy ra mà ví dụ như không có công việc, em có thể nuôi được hết. Không có lo về vấn đề đấy. Em chỉ cần cô ấy cái kiểu như thế là ngoan hiền là được rồi. Tính cách ngoan hiền đúng không? Tính cách ngoan hiền, biết tôn trọng bố mẹ các thứ là được rồi. Không cần quan trọng lắm vì ví dụ như thế nghề nghiệp như thế nào đâu. Ủa anh còn đầy đủ bố mẹ không? Có đầy đủ bố mẹ. Gia bố mẹ anh là mình trẻ mà. Có khoảng bao nhiêu anh chị em? Dạ. Gia đình của anh có khoảng bao nhiêu anh chị em? Có hai anh chị em thôi, em gái thì nó lấy chồng rồi, còn có mỗi mình em. Ok. Rồi. Ví dụ như anh lên chương trình thì anh có thể đi với ai được? Em không biết được, bởi vì là bố mẹ ở quê thì cũng chắc không ra được ngoài Hà Nội để có chuyến vé máy bay đi vào trong chương trình, mà chắc chỉ có một mình em thôi. Hoặc là nếu mà cần thiết thì chỉ có một bạn thân thôi. Có thể đi với bạn thân ha. Vâng, nhưng mà bạn thân thì cũng rất ít thời gian, bởi vì họ đi làm công ty, phải phụ thuộc vào môi trường công ty nữa cơ, nên là em không dám chắc đâu. Rồi, cho em hỏi tiếp nào, ngoài cái tính cách ngoan hiền tôn trọng bố mẹ ra thì anh có yêu cầu bạn gái là nấu ăn giỏi không hay sao? Không, chỉ cần nấu ăn được là được rồi, bởi vì là em rất dễ ăn. Không cần thiết phải nấu ăn quá ngon là như thế nào đâu, nấu được là được rồi.
không cần thiết nữa, thì ví dụ như không nữa thì em có thể phụ được, nhưng mà phụ thì em chỉ nhặt rau hoặc là như thế nào đấy thôi, chứ còn nếu nấu thì em không nấu được, bởi vì là em nấu có bao giờ em nấu ăn đâu, còn đi làm xong rồi ra quán ăn nữa mà, chỉ cần một người như thế thôi. Dạ rồi, ok. Vậy thì cái điểm tính cách nào của bạn gái mà anh không thích? Tính cách thì em chỉ cần là ngoan hiền và biết không thích không lo cho gia đình. Không thích ở không thích ạ. Không thích thì chỉ thích cái là không thích cái là lăng nhăng thôi, chứ còn chẳng vấn đề gì hết. Lăng nhăng rồi gì nữa? Hiện tại thì em nghĩ được như thế. Có nóng tính hay quýnh chồng không? Anh có lo không? Nóng tính thì nói chung nóng tính, mà khi ví dụ chẳng hạn mình nhậu nhẹt về mà người ấy nóng tính thì lấy chuyện bình thường thôi. Em chỉ cần một người đã là cái kiểu như thế, là ví dụ mình đi làm về, ví dụ như thế là lo được cho về tài chính các thứ. Ví dụ em đi làm về nhiều lúc ấy có tiền, nhưng mà cái kiểu như thế là nhậu nhẹt các thứ thì em con trai mà hay phung phí nó nhiều quá. Chỉ cần cô ấy giữ hết cho mình và lo cho mình bữa ăn là được rồi. Chỉ cần bạn gái lo giữ tiền ăn là được đúng không? Đúng rồi, chỉ cần như thế mà ngoan hiền là được rồi, với lại biết kính trên bố mẹ các thứ, thương em các thứ, lo việc gia đình là được rồi, không cần quan trọng lắm. Ok. Rồi, ok, vậy thì cái ngoại hình thì như thế nào? Ngoại hình của bạn gái mong muốn? Em chỉ cần 1m55 thôi. Lại 1m55 trở lên. Và mà cái quan trọng là em muốn một người ở trong quê mình ấy, hoặc là đang làm việc ngoài Bắc Ninh thì càng tốt hơn, bởi vì là như thế thì em mới có nhiều thời gian em đến và chăm sóc các thứ, gọi han các thứ, nó gần gũi thì nó sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn. Chứ còn ví dụ như xa quá thì nói chung nó cũng hơi bất tiện về phương tiện đi lại. Thứ hai nữa là công việc của em thì nói chung nó cũng nhiều thời gian, nên em cũng không có nhiều thời gian để mà chăm sóc được. Yeah. Ok, rồi, ngoại hình là mong muốn 1m50, mập ốm. Mập thì nói chung không cần phải quá mập, nhưng mà nhìn nó đều là được rồi. Chứ còn cũng ốm quá thì cũng có thể là về chăm thì béo là được rồi, không quan trọng lắm. Là không quan trọng ngoại hình luôn đúng không? Không, ngoại hình nói chung nhìn nó tương đối là được rồi. Ok, mà như thế nào là tương đối? Anh phải có một cái hình mẫu nào đó chứ. Nhìn ví dụ mình nhìn vào mà nhìn thấy có nghĩa là đừng có gầy gò quá. Ý là phải anh có một cái mẫu diễn viên nào không mà anh thích đâu? Không, em không cần, chỉ cần nhìn vào mà cảm thấy như thế nó hợp lý là được thôi, chứ cũng không cần diễn viên nào hết. Ý là tại vì cái mẫu của mỗi người mỗi khác. Ví dụ như em thấy siêu black thì cũng được, thì anh cảm thấy được không? Chẳng hạn vậy. Như thế em chỉ cần là cái kiểu như người mà tầm 1m55, nhưng mà người nó đều đặn là được thôi, không cần phải béo quá hoặc là quá gầy thì cũng, nếu mà chăm được thì vẫn được thôi, không vấn đề gì. Dạ, yeah, rồi, ok. Cao 1m55, không quá mập quá ốm, tương đối. Rồi da trắng, da đen, da ngâm được không? Không, da trắng trắng xíu nhìn nó được, như da đen quá nó cũng hơi bất tiện. Da trắng, rồi, ok. Ủa, Hiệp có hỏi không Hiệp? Alo? Em vẫn nghe được. Dạ, ok rồi, chị có hỏi đi. Em còn muốn hỏi gì ở bạn trai nữa không? Dạ, không được rồi. Dạ. Ok, vậy ví dụ như anh lên đó, cái việc mà anh lên chương trình đi, cái việc mà khi ví dụ như anh mở màn ra, anh tỏ tình với bạn gái, anh có một cái ý tưởng nào không? Là sao ạ? Hỏi lại đúng không ạ? Ví dụ như hẹn hò thì anh có thể làm cái gì để cho bạn gái có thể chinh phục bạn gái? Cái này thì em cũng chưa nghĩ tới nhé. Nhưng mà ví dụ như mình gặp, ví dụ như nó thì ví dụ như em có thể thuyết phục hoặc là nói chuyện chung cái định cái kia về cái vấn đề. Anh là người lãng mạn không? Dạ. Anh nghĩ anh có phải là người lãng mạn không? Lãng mạn thì em thì cũng tùy thôi, nhưng không phải là
lãng mạn quá, bởi vì là người bên kỹ thuật mà đôi khi nó cũng hơi thô một xíu. Ok, rồi. Ok, rồi. Có gì sẽ, nếu mà hỏi sâu chi tiết thì sẽ có biên tập sẽ hỏi với anh sâu hơn ha. Còn giờ thì ok rồi, tụi em sẽ liên hệ với anh sau. Dạ, phỏng vấn dạ, mình xong rồi đó anh, cái gì anh bấm nút tỏ thác cuộc gọi giúp em nha. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn ạ.